Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cây lan ý nhé. Cây lan ý là loại cây cảnh quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Vẻ đẹp của lan ý đã làm siêu lòng bao thế hệ yêu cây cảnh. Qua bài viết dưới đây, bạn sẽ có được những kiến thức về ý nghĩa phong thủy cũng như cách trồng và chăm sóc cây lan ý. Tên khoa học của cây lan ý là Pathyphyllumali, cây thuộc họ giái, cây có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới Nam Mỹ và một số quốc gia ở Đông Nam Á. Ở nước ta, cây lan ý hay được gọi là cây bạch môn, cây vĩ hoa trắng hoặc cây ý lan, cây huệ hòa bình. Cây lan ý là loại cây thân thảo, có kích thước nhỏ, cao không quá 50cm, cây mọc thành bụi với các cuống lá dài, nhỏ và hướng lên trên, lá cây màu xanh đậm, có hình bầu dục, thon dài và nhọn ở đỉnh, hoa lan ý màu vàng, có một bắc hoa bọc bên ngoài màu trắng, như vỏ sò nhìn rất đẹp. Hoa lan ý nở rất lâu, có thể kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Lan như ý có khả năng sinh trưởng mạnh và lan bụi nhanh, vì thế, thông thường người ta nhân giống lan bằng cách tách bụi. Cây có thể sống trong cả môi trường râm mát lẫn ngoài sáng, trồng được cả trên đất lẫn thủy sinh. Hiện nay có hai loại lan ý đang được trồng nhiều và ưa chuộng tại nước ta là cây lan ý Mỹ và cây lan ý Thái. Đây là hai loại lan ý đẹp và dễ trồng. Cây lan ý trong phong thủy có rất nhiều ý nghĩa tốt. Cây lan ý còn có tên gọi là cây huệ hòa bình. Tên gọi này cũng như ý nghĩa của cây là tượng trưng cho sự bình yên, giúp con người tránh được xung đột và cãi vã. Trồng cây lan ý trong nhà, gia đình người trồng sẽ trở nên hòa thuận hơn, bớt đi những xích mích trong cuộc sống. Cây huệ hòa bình có ý nghĩa như là một nguồn tỏa ra những năng lượng tích cực, giúp con người vượt qua những ốm đau, bệnh tật và hiểm nguy trong. Nhiều người gọi cây lan ý là cây lan như ý, với niềm tin trồng cây sẽ muốn gì được nấy, là loại cây đón tài lộc vào nhà. Ý nghĩa cây lan ý là đem lại may mắn và các cơ hội đến cho người trồng. Đối với con người, cây lan ý như là một vị thần hộ mệnh trong công việc và cuộc sống. Cây lan ý có độc không? Giống như cây ngọc ngân, cây lan ý là loại cây có độc. Mức độc của cây được tính vào loại 2 đến 3. Trong phần lá và củ của cây, người ta phát hiện chất canxi oxalat gây độc cho đường ruột. Tuy nhiên, nếu ăn một lượng rất nhỏ thì đối với người trưởng thành, độc tính cũng chưa quá nghiêm trọng. Trẻ em chẳng may ăn phải sẽ biểu hiện các triệu chứng như ngứa, nóng rát và sưng môi, miệng và lưỡi. Nếu ăn một lượng đủ lớn, trẻ sẽ bị tiêu chảy, buồn nôn, ngạt thở hay thậm chí là suy thận. Bởi vậy, nếu trồng cây trong nhà, nên chú ý đặt cây tại vị trí ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Tác dụng của cây lan ý. Người ta thường đặt cây tại các vị trí dễ thấy như phòng khách, bàn ăn hay sảnh chờ tại cơ quan làm việc. Một trong những công dụng hàng đầu của cây lan ý là khả năng thanh lọc không khí. Đây là loài cây được tổ chức NASA khuyến khích nên trồng trong nhà. Cây hấp thụ tốt các loại chất độc bay hơi trong không khí như benzen, silene, toluene, giúp không khí trong sạch hơn với khả năng lọc không khí và tiêu diệt nấm mốc. Đây quả là loại cây số 1 để trong nhà. Đặt cây lan ý trong phòng làm việc có thiết bị điện tử là một giải pháp hay, bởi cây lan ý có thể làm giảm tác hại của các chất phóng xạ lên cơ thể con người. Cây có tác dụng hấp thụ một phần và làm cân bằng mức độ các bức xạ điện tử có trong phòng máy. Vì vậy, những người làm việc nhiều với các thiết bị điện tử nên trồng cây này trong văn phòng làm việc. Ngoài ra, đặt cây lan ý trong phòng sẽ giúp bạn dễ ngủ hơn và giảm nguy cơ bị bệnh cấp tính. Cách trồng cây lan ý trồng trong nước hay trên đất đều được thường được trồng bằng cách tách các bụi con ra từ cây mẹ. Bởi phương pháp này vừa đơn giản lại dễ thực hiện, lưu ý tách sao cho bụi cây con có ít nhất từ 3 đến 4 thân để cây nhanh phục hồi và phát triển. Nhìn chung, cây lan ý thủy sinh hay trồng trong đất thì các bước cũng tương tự nhau. Cách chăm sóc cây lan ý sẽ chỉ sinh trưởng và phát triển tốt nếu được chăm sóc đúng cách. Trong quá trình chăm sóc, bạn nên chú ý một số yếu tố. Đất trồng cây lan ý nói riêng và hầu hết các loại cây nói chung cần đảm bảo hai yếu tố là dinh dưỡng và độ tơi xốp. Trộn đất với các loại phân bón hữu cơ như sơ dừa, mùn cưa và xới đất tơi xốp để cây phát triển. Tiến hành bón phân định kỳ nửa năm một lần cho cây. Cây lan ý là loài ưa bóng râm, vì vậy cây phù hợp để trong nhà hơn là ngoài trời. Những vị trí gần cửa sổ và ban công có ánh sáng nhẹ sẽ thích hợp để cây phát triển tốt và nhanh ra hoa. Không phải là loài quá ưa ẩm, cây lan ý không cần được tưới nước quá nhiều. Bạn chỉ cần tưới cho cây khoảng một tuần một lần với lượng nước vừa phải. Nếu các bạn thích video, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để là người nhận được video mới miễn phí nhé.